Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một căn nhà giá rẻ nằm ngay trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km, cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km. Trong video này, Biển Xanh giới thiệu đến anh chị mình một căn nhà giá rẻ, một trệt, một lầu hướng Bắc. Nhà được thiết kế xây trên nền đất là ngang 4, dài 12. Xung quanh dân cư nhà cửa rất là đông đúc, đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh anh chị nhé. Căn này thì chúng ta mua là dọn vào ở ngay, điện nước đầy đủ, sổ hồng riêng có sẵn. Xây trên nền đất là ngang 4, dài 12, tổng diện tích đất là 48m2, thiết kế xây một trệt một lầu với 2 phòng ngủ, 2 nhà tắm WC. Căn này thì có mức giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 1.600.000.000, một mức giá vừa túi tiền với rất là nhiều cô chú anh chị mình có thể sở hữu, an cư lập nghiệp. Căn này có hướng Bắc cho nên cũng cực kỳ là mát mẻ anh chị nhé, nằm ở khu vực đông dân cư, đường xá sạch sẽ, thoáng mát. Xin mời anh chị mình di chuyển vào bên trong căn nhà để chúng ta khám phá. Đây chính là không gian của phòng khách. Sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. Mình di chuyển vào bên trong là không gian của nhà bếp, nhà tắm và WC. 1,6 tỷ là bao trọn gói thuế phí công chứng sang tên. Anh chị mình mua là chỉ việc dọn vào ở ngay. Nhà có điện, nước máy đầy đủ. Sổ hồng riêng, chúng ta mua là công chứng liền tay thôi. Căn này thì có hướng Bắc, nằm ngay trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An anh chị nhé. Nó giáp ranh với huyện Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà vừa túi tiền. Quý anh chị nào xem được video này thấy phù hợp nhu cầu của mình thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline quen thuộc trên màn hình để chúng ta xuống coi nhà thực tế. Trên lầu 1 này mình có 2 phòng ngủ, 1 nhà tắm WC sử dụng chung. Không gian phòng ngủ nhỏ nhỏ, xinh xinh, gọn gàng. Quý anh chị theo dõi video này của em thấy căn nhà hôm nay nó phù hợp nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì hãy gọi ngay cho em qua số hotline quen thuộc 037 730 4018 để chúng ta chạy xuống mình xem nhà thực tế và mình mua anh chị nhé. Nhà này thì nằm ở khu dân cư rất là đông, trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Đường nhựa sạch sẽ, thoáng mát, vỉa hè, cây xanh. Chúc anh chị mình thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị mình trong những video lần sau nhé.